Sa Đức Huy xin kính chào quý vị. Sa Đức Huy đang ghi hình tại ngày khai mạc triển lãm ra mắt câu lạc bộ bonsai Kinh Môn. Và rất là vui quý vị ạ, có 3 cuộc giao lưu cây. Thì những cuộc giao lưu cây diễn ra liên tục, chứng tỏ cái phong trào nơi đây rất là mạnh. Thưa quý vị, đây đây tác phẩm đầu tiên quý vị nhá, tác phẩm đầu tiên. Mời mọi người vào ngắm cùng với các anh đây. Một cây dây anh dáng trực quyền. Đây, kính thưa quý vị, anh gì nhỉ? Anh Thêm à? Anh Thêm nhượng cho bạn Ba. Hôm qua nghệ nhân Ba có bàn tay vàng, hôm qua sửa cây là chính là sửa cho mình à? Hôm qua sửa hộ anh Thêm mà, thế là thủ thỉ thế nào mà lại mua được cây. Thế mới duyên như này. Rồi, rồi, chúc mừng hai anh em nhé, tuyệt vời quá. Chuyển nhượng. Thế à? Thế nghệ nhân Ba có cái cảm xúc gì chia sẻ một chút ngay bây giờ? Nè, yeah. Rồi rồi, đúng là đồ chơi nhỉ. Qua thực sự là ai đến đây ngắm cái tác phẩm này cũng khen là nghệ thuật đẹp. Chúc mừng hai anh em nhá. Kính thưa quý vị này, quý vị sẽ đến một cái tác phẩm bàn giao tiếp theo, đó là của ai nhỉ? Của em Hoa. Em Hoàn mua hả? À, thế rồi đi dẫn anh lên cây đi. Đông lắm quý vị ạ. Anh em đợi một chút. Đây anh em nhìn đây á, từ từ anh em nhìn đây, bắt tay lại cái nào. À thế là thế nào em mua hay em bán? Em mua của Trung Khoa đấy. À anh Khoa. Anh ơi, anh ơi, anh ơi. Anh chia sẻ một chút, anh đến từ đâu? Thái Thịnh à? Kinh Môn à? Thế là Hoàn mua cây này. Em mới biết cây này. Cái giá trị bật mí một chút là tiền trăm hay tiền chục? Chú cháu tình cảm rồi. Tình cảm à? Rồi mọi người ở đây vỗ tay chúc mừng cho hai chú cháu gái. Vui quá. Thế còn một cái tác phẩm tiếp theo mọi người sẽ đến để chung vui cùng với anh Hùng và em Dương. Anh Hùng để cho em Dương một cái phôi rất là giá trị. Một cái phôi giá trị lắm quý vị ạ. Xin cảm ơn hai anh em nhé, đã nhượng cho nhau một cái đồ chơi. Một cái cây ba thân có cái đường nét rất là nghệ thuật. Một cái phôi form đương đại. Cháu nào về chinh phục nào nào để cho tác phẩm nó càng ngày nó càng đẹp, để cho mọi người được chiêm ngưỡng. Khá lâu rồi, quý anh cháu đấy à? Rồi anh em cho Dương phát biểu một chút. Dương có quà mang về đây thì Dương cảm nhận sao? Dương nói một chút ngay bây giờ. Rất là có duyên. Đợt cuối năm ngoái này em cũng hỏi một cây nhưng mà cây khác. Thì đến cái vườn chỗ anh chủ cây này thì gặp thì cũng có hỏi nhưng mà có vẻ duyên chưa tới. Thế à? Em cũng chưa giao dịch được. Lòng vòng cùng đi chơi lanh quanh bên này, cùng vào thu hùng thì bỏ hôm nay có hôm qua có triển lãm thì chiều hôm qua là sang, đi sang ngồi chúng cháu ngồi với nhau thì nói chuyện về kiểu chủ cây đấy thì gọi là ra là cho nó chuyện phù hợp. Quý thì mình cũng nhận lại cho một đồ chơi quý để chơi. Thế à? Hy vọng sau này sẽ làm có thương hiệu ở đất của mình. À, thế là em cũng theo đuổi lâu rồi hả? Vâng, em theo đuổi từ cuối năm ngoái. À, cuối năm ngoái. Và thế là mình sửa cây này trước là cũng ở Quảng Ninh. Rồi rồi, thế là cũng từ năm ngoái năm nay mới chinh phục được hả? Đấy, cây cảnh thì có duyên như vậy quý vị ạ. Hôm nay từ năm ngoái năm nay em mới có duyên. Chúc mừng em nhá. Rồi, chúc mừng em nhá. Cảm ơn mọi người nhá. Mọi người cùng chung vui với các anh ở đây nhỉ. Hôm nay là một cuộc trưng bày ra mắt câu lạc bộ bonsai Kinh Môn. Và một cái điều rất là vui được anh em nhượng cho nhau cái đồ chơi. Cái đó là cái cũng là góp phần cái thành công cho cái cuộc triển lãm trưng bày ra mắt câu lạc bộ bonsai Kinh Môn. Rất đông mọi người đang chứng kiến này quý vị này. Thế và Bonsai Đức Huy giới thiệu một chút là, thưa quý vị, là về với mảnh đất Kinh Môn này, Bonsai Đức Huy có rất nhiều tác phẩm quý, nghệ thuật lắm quý vị ạ. Và cái vẻ đẹp đó thì không thể cưỡng lại được. Bonsai Đức Huy cũng bị say mê với cái vẻ đẹp đó. Và đã cũng may mắn là được anh Hùng anh ấy ưu ái. Thế là anh ấy nhượng cho một tác phẩm. Thế mà kính thưa quý vị là
cũng được anh Hùng nhượng cho quý vị ạ, được một tác phẩm để về chơi. Anh em ơi, vào đây chúc mừng nha. Con sai Đức Huy đây. Em đến đây. Chúc mừng quý vị nha. Cảm ơn con trai câu lạc bộ con trai Kinh Môn đã tổ chức cho cái cuộc trưng bày này. Để có cái sân chơi này thì con trai cũng mới có cơ hội để Linh Hùng anh nhượng cho một cái tác phẩm về chơi. Một cái tác phẩm mà em rất là thích anh ạ. À. Cảm ơn anh. Em đã trở nên con ai nổ tiếp đi. Còn cái thị nữa mà. Thưa quý vị, một cái tác phẩm của Bonsai Đức Huy vừa mua của anh Hùng, một cây long ẩn quý vị ạ. Dường thân rất là nghệ thuật. Cây em mua của em rồi, em mua tặng vợ em cây. À đây à, một cây nữa à. Hứa hẹn rất nhiều cái vụ mua bán nha anh nhá. À cây thị nữa. Rồi rồi, tốt quá, một cây thị bonsai. À đâu, đâu. Em ơi, em phải vào gần cây. Nhá. À, ông xã em tặng em này, em phải vào đây để chứng kiến cái món quà này. Em cảm ơn anh. Thế này Hoan ơi. Hoan đứng. Em đứng đằng sau em ơi. Quả nó tuồng cái bát. Để tặng vợ bà xã nhá. Hai anh em đứng gần một tí. Đâu. Em cảm ơn anh. Rồi. Em ơi, Hoan ơi, chia sẻ một chút. Sao em này lại chọn cái thị để tặng vợ em? Em cảm nhận nó vợ tên là Lã. Yêu nhau ở gốc cái thị. Đúng rồi. À đấy. Thì đấy anh không muốn hỏi là chắc là có cái lý do gì đó, kỷ niệm gì đó ở cái cây thị phải không? Nói chung là em cũng thích về cái lòng hoa quả. Hoa quả. Thế là em chọn cái thị. Thế hả? Vợ em hay mắng nha. Em hay gọi thị nở. Em cảm nhận sao khi đứng gần vào tác phẩm một chút, khi người chồng mình tặng em một cái cây bonsai rất là nghệ thuật thế này? Em cũng rất là được vinh dự và cũng rất cảm ơn chồng mình đã có một cái tấm lòng suy nghĩ về mình. Vâng, nhất định là em sẽ giữ. Thế à? Rồi. Không, cái nào nhiều tiền vẫn bán. Nhiều tiền vẫn bán à? Món quà vô giá rồi đúng không? Được tặng, được nhận cái món quà của từ người chồng mình tặng mình thì đó là cái điều hết sức là quý báu, một cái điều chân quý. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày khai mạc của triển lãm ra mắt Bonsai Kinh Môn. Và kính thưa quý vị, rất là vui quý vị ạ. Bonsai Đức Huy cũng hòa chung với cái niềm vui đó. Thế và cái vẻ đẹp của tác phẩm thì không thể cưỡng lại được. Và một cái tác phẩm mà một khi mình đã thích thì không thể dừng lại được. Và cũng chung vui với Bonsai Kinh Môn. Và cũng được anh Hùng yêu ái. Thế và không riêng thì Bonsai Đức Huy và rất đông các anh em cũng nhượng cho nhau những cái đồ chơi. Thì kính thưa quý vị, như vậy mới thấy được cái phong trào chơi cây cảnh ở nơi đây. Trong kia rồi vừa ngồi nâng rượu. Chào các anh. Đây, mời em vào đây để tôi... Đây anh em, vào đây. Rất đông quý vị ạ.
Mời anh vào. Mọi người đang tiến vào để dự tiệc quý vị ơi. Thì kính thưa quý vị, Bonsai Đắc Huy vừa ghi lại cho quý vị cái không khí ngày khai mạc tại triển lãm ra mắt câu lạc bộ Bonsai King Bone. Và rất là vui quý vị ạ. Có rất nhiều cái cuộc giao lưu mua bán những cây tác phẩm rất là giá trị. Giá trị về kinh tế, giá trị về nghệ thuật. Thì kính thưa quý vị, chúng ta cùng chung vui với Bonsai King Bone, phong trào ở nơi đây rất là phát triển. Và chúc cho phong trào không chỉ riêng ở King Bone, phong trào chơi cây khắp nơi trên cả nước sẽ phát triển hơn nữa để đưa cây cảnh lên một cái tầm cao mới. Bonsai Đắc Huy đến đây xin phép được tạm dừng video ở đây. Xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị ở video tiếp theo. Chào tạm biệt quý vị.